Ok, hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến channel của mình là Zero Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ đánh lại con boss mà lần trước mình thất bại. Ok, lần trước mình chỉ giết được đám đệ của nó thôi. Này thì mình có bộ giáp mới rồi, mong là mình sẽ giết được luôn đó. Mình bỏ ra khoảng 10 phút để farm lại cái đống này. Ok, thì bây giờ mình kêu nó ra. Đó, bắt đầu là cái đám đệ của nó ra đó. Đó, à, mình coi lại bộ giáp này rồi. Bộ giáp này không chỉ tăng giáp mà nó tăng heal regen, tức là nó tăng cái tốc độ hồi máu của mình á, thì cũng khá là tốt. Thì hồi máu nhanh hơn, kiểu như nếu mà mình có đường á thì mình vừa chạy mình vừa đánh á cũng ngon. Trời, nó bù khó chịu quá. Hồi máu thì bạn nào chưa biết thì các bạn có thể vô control bạn coi. Thì cái nút mà hồi máu nhanh á, mặc định là nút H, chữ H các bạn, chữ heal á, chữ đầu của chữ heal luôn á. Oh shit, mình đã bị chết ở trong đây rồi. Không được, không được. Ok, mày tốc biến đi để tao có thời gian chạy qua chạy lại. Cái kiểu, oh, rồi xong mình lại thất bại lần nữa. Mình nghĩ là mình farm để đánh lại con này. Ok, thì mình sẽ tìm hiểu cách đánh con này sau. Giờ chúng ta đi kiếm một cái khác để làm. Mình sẽ đi kiếm cái dungeon. Ok, mình sẽ skip qua cái đoạn này. Ok, thì trước khi mình đi kiếm cái dungeon, mình đã đi mai một chút xíu và mình tìm một cái hòm. Thì mình không muốn các bạn nghĩ là mình cheat hack gì, nên mình sẽ quay lại cái cảnh mở cái hộp ra. Ok, như bạn cũng đã thấy đồn đó rồi, nhưng không có gì đặc sắc hay mẹ lắm. Ok, mình sẽ skip tới khi mình đi tìm ra cái đun. Ok, thì trước khi đi qua cái đun, mình đã dùng thuốc biến về để về nhà. Thì đây nào, mình mới vừa đào cái hộp xong rồi mình đi về luôn nha, chưa làm gì tiếp hết. Thì mình tìm được cái này đó ở dưới chỗ cát á, mình kiếm được rất là nhiều cái platinum này. Nhưng mà bỏ vô mình coi đồ rồi thì đồ của nó rất là yếu, nhưng mà mình có thể grab được cái này đó. Ok, giờ chúng ta sẽ grab nè. Đó, chúng ta làm được cây này tận 24 đam nha. Đây là cái cây đi theo hướng mặt pháp thuật đó, tức là xài mana nè. Mà muốn xài mana thì phải có nhiều mana. Mana thì có thể kiếm ở dưới địa. Lúc mà buổi tối các bạn, thì mấy ngôi sao rớt xuống thì mình sẽ lượm được cái đó. Có mana. Cái này mình cái này là nó nằm ở dưới sa mạc luôn. Nó là mấy cái hóa thạch đó. À, đây là mấy cái đá hóa thạch bạn. Mình tính lượm về coi nó có tác dụng gì khác không, mà như nó chỉ có tác dụng để trang trí thôi, nên mình sẽ bỏ nó vô đây. Đây, cái nào không xài bỏ hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm cái dungeon, cái tòa lâu đài á. Thì mình nghĩ là mình sẽ lấy đống này làm một cái chỗ để gọi ra con boss đó luôn. Đây, con boss đó mình nghĩ là mình đủ đồ đánh rồi á. Thì con boss nó, mình nói là nó mạnh ngang ngửa con ai mạnh gấp đôi con ai phụ thu thì cũng hơi quá, thì nó cũng cỡ ngang ngửa ha, nghĩ là vậy. Con nó thì được cái đam mạnh, nhưng mà nếu mà mình dùng kỹ thuật giống như trước á, thì vừa chạy vừa đánh á. Đó, cái mộ của mình lúc trước mình chơi ngu rồi, rất không biết leo lên nè. Ok, sắp chơi ngu lần hai nè. Lên. Ok. Lên. Đó, mình thấy đuối nước á, nó tụt máu rất là nhanh luôn. Ok, giờ mình sẽ skip nhé. Ok, mình đã đi hết cái map, nhưng mà cái hướng bên phải, cái hướng bên trái mình đi á, nó dẫn ra biển chứ không phải dẫn ra chỗ lâu đài mà mình từng tìm. Nên giờ mình sẽ phải quay lại một lần nữa. Ok, thì bạn thấy mình đang đi á, thì gặp một cái Blood Moon. Cái mình bắn là cái mình mới vừa chế tạo ra đó. Ok,
cái thứ làm từ diamond với lại mấy cục platinum á. Ok ok, giờ mình sẽ biến về nhà. Ok, mình sẽ lại skip cái đoạn mình đi qua bên phải. Ok, mình đang đi á thì tự nhiên có một cái gì đó damage on undead, mình không biết là cái gì nữa. Nào, mình mới đi được một đoạn là từ nhà mình mới đi qua tới đây thôi. Ok, từ từ, nó đánh mình đâu á. Ok, thì có một cái material hết lanh đẹp, mình không biết là cái gì, mình sẽ khám phá sau. Ok, mình sẽ tiếp tục skip. Ok, thì mình dừng skip tại đây. Đây một đoạn giữa skip, tại vì mình thấy có những thứ mới. Ok, zombie ham này thì Ok, nhìn nó cái lần trước mình có thì nó bị giảm đam cái kiểu ok. Nhưng mà bây giờ mình không phải, đây là thứ mà mình muốn nói với bạn. Từ từ, cái lũ này nó đông quá, khó chịu quá. Cái cây này thì nó xài hơi bị nhiều mana. Mình mới có 80 mana. Mốt mình sẽ đi lượm thêm sao về làm ngôi sao mana. Giờ thì nó cứ bu hoài à. Nè, thứ mà mình đang muốn cho các bạn coi á là nó, mình đang nằm đây đó, Bonnie Trump, mình chưa biết nó là cái gì. Ok, chờ đám này nó vơi bớt đi, mình sẽ lụm nó. Nghĩ nên bỏ cái này không có cần lắm. Ok ok, đủ rồi, mình chỉ cần vô thôi, tại vì mình đánh lộn nó chủ yếu là để bật máy quay lại, quay cho mấy bạn coi mình lụm được cái gì. Ok, thì mình muốn sẽ coi luôn cái đó là cái gì nha. Nè đó, các bạn là một con heo. Bỏ đồ vô con heo đó, bỏ mấy cái đồ mà mình không chưa cần xài vô con heo á đó. Ồ hả, cái này là công dụng của nó là kêu ra con heo biết bay. Cái này khá tiện lợi mình nè, nó chứa được bao nhiêu đây đồ nè, mà bạn chỉ tốn một ô để bạn đem theo nó, tức là bạn rất là lời khi đem theo con này. Hay là mình không biết làm sao rút lại nó. Ok thôi kệ đi, chắc là ok, thì mình giới thiệu các bạn đó thôi. Đó là một cái mình mới lượm được. Hả? Ok, giờ mình sẽ tiếp tục skip qua cái đoạn đi nè. Ok, xin lỗi vì làm phiền các bạn một lần nữa, nhưng mà mình có một cái rất là hay ho cho các bạn coi. Đây, các bạn thấy ở đây nè. Lúc mà mình đi trong như là lúc mà mình đi ngang qua chỗ bên trái á, có một cái rương, thì mình mở cái rương mình nhặt được cái này, mà mình quên mất mình chưa giới thiệu. Thì giờ mình biết công dụng của nó rồi nè. Nè giờ các bạn nhìn coi thử nha. Bây giờ thấy cái dây ở trong rừng á, mấy cái dây màu xanh này nè, đó cắt ra nó không có gì hết trơn á. Cái dây này, nhưng mà lúc mà bạn đeo cái này vô nè, nè đeo vô rồi nè, đó đeo vô đây rồi nha, thì các bạn cắt nè, đó nó rớt là cái viên drop nè. Nè tôi làm lại lần nữa nè, nhảy lên cắt sợi dây nè, đó rớt ra quá trời viên drop luôn. Mình chưa biết cái này là cái gì, nhưng mà lát nữa lúc mà mình tìm ra cái đường cái kiểu rồi á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn coi. Mong mình sẽ coi mở cái wrapping của nó lên cho các bạn coi là dùng. Ô, trong đây có một cuốn nữa nè. Đó, thì lúc nãy mình lượm cái cuốn này. Như cái cuốn này xịn hơn không? Cái này là mua speed mình đâu cần đâu. Bỏ reticle vô đi. Ok, rồi mình sẽ skip tiếp. Ok, thì giờ chúng ta đã tới cái đun rồi. Mình đã xác định được cái hướng của cái đun rồi. Nó nằm ở bên phải nha. Cái khúc ở cái rừng nè. Nãy mình vượt ngay đây, mình mới đi được cái tí xíu à. Thấy cái sa mạc, nghĩ là nó dài lắm, mà cuối cùng là nó ra tới đây luôn. Đó, thì đây là cái đun. Mình sẽ chờ trời tối á, thì mình ra đây mình sẽ đánh với con boss. Cái ông già này là người canh giữ của con boss. Ok, thì giờ mình về nhà mình thử coi cái công dụng của cái sợi dây làm gì. Đây, crafting. Ok, sợi dây này cũng giống như sợi dây này thôi, thì nó cũng có dụng là để bắt lên leo trèo nè. Nhưng mà nếu bạn nào muốn trang trí nhà thì cái này nó hơi bị đẹp á, kiểu như hoang dã. Ok, dây bằng cây. Thì mốt mình sẽ làm một cái mình sẽ làm mấy cục đất trên đây nè, xong rồi mình trồng
mấy cái cỏ lên á cho nó mọc xuống mấy cái dây này, thì mình sẽ làm một cái rock farm tạm thời, rock farm luôn. Mốt mình đỡ đi kiếm mấy cái dây này, tại cái dây này nó spawn trong cái world này là có hạn, thì mình đập hết thủ là không còn dây nữa, thì mình có một cái farm dây gì cũng tiện lợi không. Ok, giờ mình coi nè, mình sẽ mua cái này của nó. Cái này nó sẽ hiển thị giờ cho mình đây. Không, cái này là nó đo tốc độ mình chạy. Bây giờ mình chạy thử nha. Đó, đây là tốc độ đi bình thường nè. Tốc độ đi bình thường là có mười mấy thôi. Ok, giờ mình chạy. Đó, lên hai mấy luôn, ba mấy luôn, 30 luôn. Ok, mình sẽ dừng lại, mình sẽ skip cho khi trời tối thì mình sẽ tới chỗ con boss đun, mình kêu ra đánh thử. Ok. Ok, mình đã tìm ra con boss rồi, nhưng mà cái này quá khó thì mình mới đánh nó trong cái tình trạng mà cái lũ gì đó, cái lũ mà ở trong bước môn á nó hiếp dâm mình. Ok, thì đây là một việc khá là gay go. Chết tôi rồi. Đây thì ta đang cố gắng hết sức để tiêu diệt con boss dạy này. Oh no. Đây thì mình chỉ xây một cái chỗ tạm bờ để giếng thôi. Mình đã hết cái phi tiêu độc rồi. Cái này mình lượm được trên đường, lúc mà về nhà mình mới biết là mình chế thành phi tiêu độc được. Mình quên công thức rồi, mà sẽ chỉ các bạn sau. Nếu mình lượm được mấy cái nam nữa thì nó chỉ có 14 nam thôi à. Nhưng mà phải thấy nó câu giùm mình quá trời máu, thấy không? Mình đem 100 cây mà nó dâm được hơn nửa cây con boss này là cũng ngon lắm rồi. Rồi ba. Bây giờ chúng ta đã hết thứ để chơi với nó rồi, chúng ta phải dùng cái thứ với vật yếu đuối này. Dù đam thốn thiệt nhưng mà nó bắn chậm quá. Quên tắt cái map cho nó đỡ, đỡ vướng vướng víu. Ok, chúng ta sử dụng cái cây này, mặc dù chúng ta bắn hụt quá, chúng ta bắn rất là ngu. Không, mình chưa muốn chết tại đây. Em còn muốn sống anh ơi, em còn muốn sống. Mình sợ trời sáng quá, trời sáng cái là mình đi tông quá. Ok, lượm được một đống dao nữa rồi. Lượm lại chứ mà lượm được. Chết tôi ơi. Con boss này nó cũng mạnh á, nhưng mà do mình có mấy cái dao độc á nên là mình mạnh hơn nó. Mấy cái dao độc á nó quăng có 14 đa mà, nó quăng liên tục thì cái con boss này nó chịu làm gì nổi. Nè các bạn coi nè, nó có 14 đa mà nó còn có crit nữa thì boss này lên dĩa sớm phải rồi. Mình đem 100 cây dao độc mà không đủ chơi nó. 100 cây dao độc mà câu hết máu nó là bạn hiểu cái con dao nó mạnh thế nào. Con ok, mình đã giết được nó rồi, hạnh phúc quá. Đây lần đầu tiên giết boss không bị fail. Trong ba con boss đầu game thì con này mình giết dễ nhất, lẹ nhất. Ok, thì có lẽ mình nên kết thúc tập này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình nói chào tạm biệt nhưng mà cũng rất là hên là mình nhấn nút spawn video chứ không phải nhấn nút tắt. Thì lúc mà mình đang spawn á, mình tưởng là mình tắt rồi. Mình nhìn xuống, mình coi coi là nó tắt chưa á. Tại vì mình mới lượm được một thứ mình chưa biết là gì. Ok, đây mới lượm đây. Short tooth netplay increase ammo penetration. Hình như cái này là nó giúp mình bắn xuyên giáp của tụi này nè. Thử rồi 28 20 23 22 gì đó, nói chung là 22 21 26 nha, phải hai mấy. Ok, giờ mình gỡ lại cái này đó. Mình chưa gỡ được cái đó ra thì ok, mình gỡ ra thử rồi, mình cứ bắn. Ok, đúng rồi, nó ok, hình như nó không làm được gì hết trơn á, nó chỉ giúp mình là yếu hơn thôi. Nãy giờ mình thấy mình bắn riết mình đau hơn lúc đeo đó nữa. Ok thôi, mình đã lượm được một thứ khá vô dụng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.